chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với My Club. Sau rất nhiều những ngày tháng chật vật của kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, phải đến mùa giải này, Quỷ Đỏ mới thực sự có thể khiến người ta tin rằng họ đang dần trở lại. Dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag, các cổ động viên được chứng kiến đội bóng con cưng của mình thể hiện một lối chơi mạch lạc và bài bản, các cầu thủ quyết tâm vì tinh thần United. Đó là điều tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng sau khi Wayne Rooney nói lời chia tay với câu lạc bộ. Nhưng rồi họ đã tìm lại được báu vật đã đánh mất ấy từ một người mới, người đã thổi bùng tinh thần chiến đấu của toàn đội với niềm đam mê bất diệt của mình, một người đem lại cho họ quá nhiều giá trị cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Kể từ tháng 1 năm 2020 tới nay, mới chỉ có hai cầu thủ đạt mốc 50 bàn và 50 đường kiến tạo trở lên trên mọi đấu trường. Người đầu tiên là Lionel Messi đã có 80 bàn và 59 đường kiến tạo. Cái tên còn lại, Bruno Fernandes của Manchester United. Có thể khẳng định rằng 10 năm sau khi Sir Alex rời khỏi chiếc ghế tại Old Trafford, chỉ có một tân binh duy nhất xứng đáng được ca tụng với danh xưng ngôi sao của Quỷ Đỏ, đó chính là Bruno. Ngày về đến Old Trafford, Bruno chính là nguồn cảm hứng mới cho một nhà hát đang hòa tấu những khúc nhạc buồn tẻ. Mùa giải 2020-2021, tiền vệ sinh năm 1994 là chủ công dẫn dắt một thế hệ mới của Quỷ Đỏ gây dựng lại niềm tin nơi người hâm mộ. Giai đoạn Ronaldo xuất hiện, cái bóng của CR7 bao trùm cả nhà hát, kéo theo chính người đồng hương Bruno chìm vào quãng thời gian chẳng mấy ổn định. Nhưng rồi khi số 7 rời đi, anh một lần nữa trở về vai trò đầu tàu. Thậm chí, Bruno còn thể hiện tư cách của một thủ lĩnh, đưa Man United băng băng về đích trong mùa giải này. Anh là hạt nhân chính giúp Man United đã vô địch League Cup và đang chờ đợi vinh quang ở hai đấu trường khác là FA Cup và Europa League, cùng vị trí trong top 3 mùa này đang vô cùng rộng mở. Anh ấy liên tục tạo ra những cơ hội bằng khả năng chuyền bóng của mình. Tôi không nói rằng Bruno cùng đẳng cấp với Messi, rõ ràng là vậy. Nhưng cũng chỉ có mình Messi vượt trội hơn Bruno ở những thông số về bàn thắng và kiến tạo mà thôi. Quả thực vậy, chỉ sau 175 trận cho câu lạc bộ, tiền vệ người Bồ Đào Nha mang về 60 bàn và 52 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. Ở mùa giải 2020-2021, anh ghi 28 bàn trên mọi đấu trường dù chỉ là một tiền vệ. Con số này phá kỷ lục được thiết lập trước đó của Frank Lampard vào mùa giải 2009-2010 với 26 bàn thắng. Quan trọng hơn, Bruno còn sở hữu một đặc điểm khác vượt trội hơn cả Messi, đó là tính bền bỉ. Từ khi chuyển tới Quỷ Đỏ, anh mới chỉ bỏ lỡ 5 trận đấu và 4 trong số đó là do thẻ phạt. Trong một mùa giải trọn vẹn, anh đều chơi trên dưới 50 trận ở mọi đấu trường cho đội chủ sân Old Trafford. Bruno vẫn luôn bị coi là cầu thủ đá tốn bóng, thường xuyên có những đường truyền giàu tính phiêu lưu lên phía trên. Nhưng dưới bàn tay nhàng nặn của huấn luyện viên Erik ten Hag, giờ đây anh đã biết tiết chế hơn, bình tĩnh hơn với những pha phối hợp ở tuyến giữa để cầm nhịp trận đấu và cũng hiệu quả hơn. Ở trận đấu gần nhất gặp Nottingham Forest, Bruno đã 5 lần 7 lượt thử tài Keylor Navas bằng những cú dứt điểm sấm sét. Dù tài năng của thủ thành người Costa Rica và cả may mắn đã từ chối những bàn thắng cho số 8, nhưng người này cũng chẳng đủ để ngăn danh hiệu cầu thủ hay nhất trận dành cho Bruno. Kể từ khi tiền vệ người Bồ Đào Nha ra mắt giải ngoại hạng, không có bất cứ cầu thủ nào nhận được nhiều danh hiệu cầu thủ hay nhất trận hơn con số 33 của tiền vệ 29 tuổi. Tôi thực sự nghĩ Bruno là một cầu thủ xuất sắc, cậu ấy là giấc mơ của mọi tiền đạo. Không nhiều người có thể thực hiện những đường truyền mà cậu ấy thực hiện. United lẽ ra phải ghi nhiều bàn thắng hơn, nhưng thủ môn của Forest quá xuất sắc. Trên hết, ở Bruno Fernandes, người ta tìm thấy sự nhiệt huyết và khát khao chiến thắng. Điều này tưởng chừng đã mất đi sau khi Wayne Rooney chia tay đội chủ sân Old Trafford. Không hề trùng hợp, khi danh hiệu cuối cùng mà Quỷ Đỏ đạt được đến từ năm 2017, thời Rooney vẫn còn thi đấu. Nhưng rồi chính quyết tâm của Bruno đã trở thành động lực để Man United mãnh liệt trở lại. Giờ đây, con thuyền của huấn luyện viên Erik ten Hag đang sở hữu một hoa tiêu rất chất lượng để dẫn lối họ đến với vinh quang, đó chính là Bruno Fernandes. Hành trình của Bruno tại Man United chẳng khác nào một bộ phim siêu anh hùng. Anh khởi đầu đầy hứa hẹn, nhanh chóng khiến tất cả choáng ngợp trong hai mùa giải đầu tiên. Rồi một mùa rưỡi sau đó, anh học cách đương đầu với những thử thách và khó khăn. Để rồi từ nửa sau của mùa giải năm nay, Bruno đang trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình. Và cũng sau những khó khăn của một năm rưỡi vừa qua, Bruno đã chạm đến được một ngưỡng mới trong hành trình của mình. Anh trở thành một thủ lĩnh đích thực của Manchester United, cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Hiện tại thì tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn đang là đội phó của Quỷ Đỏ. Nhưng sớm thôi, anh sẽ trở thành số 8 đầu tiên của Man United trong kỷ nguyên ngoại hạng, nắm trọng trách của một người đội trưởng. Hình ảnh này đã và ngày càng trở nên quen thuộc với các cổ động viên Manchester United. Bruno Fernandes ra sân với tấm băng đội trưởng trên tay, dù trên danh nghĩa anh hiện đang là đội phó của Quỷ Đỏ. Việc đội trưởng đương nhiệm Harry Maguire không còn giữ được vị trí chính thức khiến Bruno phải lãnh trọng trách thủ lĩnh đội bóng. Tính đến cuối tuần qua, Bruno đã ra sân 49 trận cho Man United trên mọi mặt trận mùa này và 35 trận trong số đó, anh mang trên mình tấm băng đội trưởng chiếm tỷ lệ 71%. Và chắc chắn, huấn luyện viên Erik ten Hag có lý do để tín nhiệm ngôi sao người Bồ Đào Nha. Đầu tiên đó là vai trò về chuyên môn, yếu tố từng gây tranh cãi nhất về Bruno ở mùa giải năm nay.
Đương nhiên không thể phủ nhận Bruno vẫn chưa có được cảm giác bóng tốt nhất như thời anh mới cập bến Old Trafford, nhưng khả năng đóng góp và lối chơi chung của tiền vệ này vẫn rất đáng được trân trọng. Harry Maguire là đội trưởng của Man United, thế nhưng Bruno Fernandes mới là thủ lĩnh thực sự của đội bóng. Tầm ảnh hưởng của cậu ấy không nằm ở những con số thống kê. Khi Bruno yêu cầu các đồng đội ra ăn mừng cùng các cầu thủ dự bị, cậu ấy cho thấy đang muốn gắn kết toàn đội trở thành một khối. Đó mới là thủ lĩnh mà Man United cần. Không còn ở trên sân khấu lấp lánh của những lần vinh danh các bàn thắng, Bruno giờ đây thầm lặng hơn và đóng vai trò là trụ cột vững chắc với nền tảng cho hàng tiền vệ và cả đội hình quỷ đỏ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể chơi ở mọi vị trí khi được Ten Hag giao nhiệm vụ. Một bình luận viên của Sky Sports còn bình luận vui rằng, nếu được giao làm thủ môn bất đắc dĩ như John O'Shea trước đây, Bruno cũng đồng ý. Tiền vệ này đang làm tất cả vì Man United. 33 lần nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận của Premier League kể từ khi đặt chân đến Old Trafford là thành tích rất đáng tự hào bởi chưa có cầu thủ tân binh của Man United đạt được thành tích đó trong lịch sử. Cần nhớ rằng cùng với David De Gea, Bruno là một trong hai cầu thủ chưa từng bị thay ra ở mùa này trong đội hình của huấn luyện viên Ten Hag. Anh đang là cầu thủ thi đấu nhiều thứ hai tại Man United mùa này với 2.610 phút chính thức trên sân, chỉ kém đúng 90 phút so với người dẫn đầu là De Gea. Lý do bởi Bruno bị treo giò trong trận thua 1-3 của Man United trước Aston Villa. Việc phải cây ải liên tục trong mật độ dày đặc, minh chứng vai trò không thể thay thế của Bruno. Tiếp theo là tố chất thủ lĩnh của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Trả lời sau khi đóng góp 2 bàn thắng và một đường kiến tạo trong chiến thắng 3-1 trước Everton ở mùa giải 2020-2021, Bruno chia sẻ: "Không phải ghi bàn và kiến tạo thì sẽ là cầu thủ quan trọng nhất. Tập thể các cầu thủ Man United đều có vai trò lớn trong chiến thắng này. Tôi mong tất cả chúng tôi đều phải thi đấu với tư chất thủ lĩnh nhiều hơn nữa. Có như thế, Man United mới là chính mình và là đội bóng hùng mạnh trước bất cứ đối thủ nào." Đây là lời đáp trả khi phóng viên đặt câu hỏi về tình huống công nhận bàn thắng cho Bruno. Dù ở một số góc quay cho thấy có thể Marcus Rashford mới là người chạm bóng cuối cùng, Bruno thể hiện rằng anh không quan tâm ai là người ghi bàn, mà điều anh quan tâm là bàn thắng đó giúp Man United vượt lên dẫn trước. Sự nhiệt tình đến quên mình của Bruno còn thể hiện ở việc anh là người tích cực nhất trong các tình huống gây sức ép với đối phương lẫn trọng tài. Theo lời của huấn luyện viên Jose Mourinho, những hành động dù nhỏ như vậy nhưng luôn cần thiết với một thủ lĩnh ở trên sân. Năm 2011, tờ Marca từng dẫn lời người đặc biệt về việc tước bằng đội trưởng của thủ thành Iker Casillas. "Việc chọn một đội trưởng mới xuất phát từ lợi ích của đội bóng. Tôi tin rằng với một thủ quân ở vị trí gác đền, anh ta không thể can thiệp sâu vào các tình huống trên sân, ví dụ như phản đối các quyết định của trọng tài." Trong bối cảnh Man United có thể sẽ sớm chia tay đội trưởng Harry Maguire, có lẽ không ai khác tại Old Trafford lúc này xứng đáng với tấm bằng thủ quân hơn Bruno Fernandes.